Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 65 ngày 17 Điều Con Cần Giữ. Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 1 câu 19 đến câu 20. Câu ghi nhớ Timôthê nhất đoạn 1 câu 19 phần A: Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 19 câu 20. Timôthê nhất, Kinh Thánh Tân Ước, trang 1151, 1 câu 19-20, đoạn 1, câu 19-20. Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt, mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 19 phần A: cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu: cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Ở trong phần tìm hiểu, sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư trẻ Timôthê cần hai điều nào? Hai điều gì các em? Ở trong câu ghi nhớ chúng ta: cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Chúng ta ghi ra: cầm giữ đức tin là giữ đức tin nơi Chúa. Và lương tâm tốt no battery, please charge. Lương tâm là ý thức đạo đức mà Chúa đặt để trong mỗi người. Ví dụ như khi các em làm một cái điều gì đó, các em cảm thấy sai, thì các em áy náy, các em cảm thấy bứt rứt, khó chịu về cái điều đó, thì cái đó gọi là lương tâm cắn rứt. Lương tâm là ý thức đạo đức mà Chúa đặt để ở trong mỗi người để mình nhận biết điều đúng hay điều sai. Mục sư Timôthê cần giữ vững đức tin nơi Chúa, không để bị giáo sư giả dẫn dụ, và giữ lương tâm tốt là theo lời Chúa để sống cách thánh khiết, giữ mình không phạm tội cùng Chúa. Cái hai điều rất là cần thiết, đó là giữ đức tin nơi Chúa và có một lương tâm tốt. Trong phần nhận biết, người tin Chúa luôn giữ vững đức tin nơi Chúa và giữ lương tâm thanh sạch. Thực hành, đánh dấu vào điều em chọn nhé. Đức tin nơi Chúa. Em tin Chúa đấng tạo dựng tất cả vũ trụ, có không em? Chúa là đấng tạo dựng tất cả vũ trụ. Chúa là đấng tạo hóa. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Em tin Chúa Giê-xu chết và sống lại vì tội lỗi của em. Có, Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá, gánh thay tội cho tất cả mọi người. Và Ngài chịu chết, sau 3 ngày thì Chúa sống lại để ban cho mình sự sống. Lương tâm tốt. Ghi ra việc em làm nếu trong giờ làm bài kiểm tra mà em chưa thuộc hoặc không biết làm. Khi em chưa có học bài, làm bài kiểm tra thì em làm gì? Nếu mà lương tâm không tốt thì là làm gì các em? Đó là copy, quay bài, hoặc là hỏi bài bạn. Đó là việc làm sai không đẹp lòng Chúa. Còn lương tâm tốt là mình làm gì? Mình
Mình cầu nguyện xin Chúa cho mình nhớ lại. Nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan. Khôn ngoan để mình làm. Trời, mình không có copy. Không có quay bài. Khi biết bạn ăn cắp và nói dối với thầy cô giáo, em sẽ làm gì? Đầu tiên mình sẽ nói với bạn. Nói với bạn để bạn nói với bạn để bạn nhận ra cái lỗi của bạn và bạn bạn xin lỗi cô giáo khi bạn nói dối, hoặc là bạn trả lại đồ ăn cắp. Nếu mà nói với bạn, bạn không nghe thì sao? Mình sẽ nói với thầy cô. Đó là những việc làm đúng theo lương tâm tốt. Gợi ý cầu nguyện: em xin Chúa giúp em luôn tin cậy Ngài và có lương tâm ngay thật. Lương tâm đúng ngay thật. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Là đấng ban cho con đức tin và lương tâm tốt. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy Chúa và có lương tâm đúng ngay thật. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa là đấng ban cho con đức tin và lương tâm tốt. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy Chúa và có lương tâm đúng ngay thật. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các em. Các em nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều bạn cùng học lời Chúa với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.